4 tuần. Giải báo chí quốc gia, giải thưởng lớn nhằm góp phần động viên cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trong cả nước. Giải báo chí quốc gia lần thứ 7 năm 2012 đã lựa chọn được 160 tác phẩm lọt vào chung khảo thuộc 5 thể loại để trao giải. Kỷ niệm 88 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 7 năm 2012 vào 20:05 21/6 trên kênh VTV1.